Con học và chơi để có IQ thiên tài. Các nhà nghiên cứu tin rằng bộ não của con người cũng giống như cơ bắp, có thể được tăng cường thông qua quá trình luyện tập. Do đó, để tối đa hóa năng lực tư duy của con người, vào giữa thế kỷ 20, một kỹ thuật rèn luyện và phát triển trí thông minh mới có tên rèn luyện tư duy đã ra đời. Qua thời gian, phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả. Dựa trên nền tảng đó, bộ sách Con học và chơi để có IQ thiên tài đã ra đời nhằm dạy trẻ phương pháp tư duy đúng đắn, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, từ đó nâng cao trí tuệ. Bên cạnh đó, bộ sách còn là công cụ hữu hiệu để gia tăng tương tác giữa cha mẹ và trẻ, giúp phụ huynh hiểu thêm về điểm mạnh và điểm yếu của con mình, đặt nền tảng vững chắc cho trẻ gặt hái thành công trong tương lai. Bộ sách gồm các chủ đề: đột phá trí tuệ, thách thức tư duy, gợi mở não bộ, khai thác tiềm năng,